Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay cả nhà thấy trước mặt của Hoa đó là hai cái giò heo muối chiên giòn đó cả nhà. Đó thì hôm nay Hoa sẽ ăn hai cái giò heo, còn Hoa nó ăn trong vòng bao nhiêu lâu, coi thời gian trong vòng bao nhiêu lâu là ngắn nhất Hoa nó ăn hết hai giò heo rồi nha. Thì trước tiên thì Mập sẽ cân cái giò heo này thử coi nó là bao nhiêu ký hai cái cả nhà. Để cân Hoa ơi. Em sử dụng bao tay đi. Nói chung là cũng chỉ có nó ăn thôi, nhưng mà mình làm ăn uống Hà không có bao tay thôi, còn có bao tay thì mình sử dụng bao tay cái nha. Đó. Chứ đúng ra thì có mình nó ăn. Em cảm ơn. Giờ giá thì mình hưởng chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu mà có bao tay thì nhìn nó lịch sự hơn, đúng không? Đúng rồi. Nhìn nó chuyên nghiệp. Còn ví dụ đi gừng đi gú không có bao tay thôi. Rồi, em cân thử coi. Đây cái cân không không này nha cả nhà. Để coi hai cái nhiều. Ồ. Cái gì vậy? Trời ơi, có ký gữ rồi ông ơi. Vậy bớt thêm chén cơm nè. Thôi, ăn ký gữ rồi. Ba cái đồ này với em ăn ký gữ là lâu lắm á. Đúng rồi, tại vì nó nhiều lắm. Rồi anh sẽ cắt ra cho em. Dạ. Rồi, giò heo mà chiên mà ký gữ là ấy lắm á. Rồi thì mình sẽ cắt cái giòn Hoa vậy đó nha. Thôi nói chứ em bà tạm cắt luôn đi. Em mình test cái độ giòn của nó trước nha. Cứ cắt rồi. Ừ, cắt đi. Em muốn cắt sao cũng cắt. Giòn nghe luôn. Ừ. Giờ mình sắn xuống cho mình sắn. Trời ơi, cái tay của anh. Giờ bị ớn rồi. Trời ơi. Cái nước cốt xương tới đây rồi nè. Rồi. Ui. Cái khéo pha. Rồi nó giòn ghê. Lớp da nó đã. Rồi cắt ra, lấy cái kéo cắt ra. Rồi mắm thời gian cho em cắt xài cho em dễ ăn nhất, nhanh nhất có thể em cắt ra. À. Rồi. Ngon quá anh ơi. Nó còn mất khối nữa. Ừ, khói kìa. Ôi. Rồi, tới đó có xương rồi đó. Rồi đó, để hỏi em cạp đi. Dạ. Còn cái này chắc em để lại. Thôi cắt ra luôn đi, còn cạp cái này được rồi. Dạ. Để hỏi em ăn có mấy à. Ừ. Rồi. Giống bánh tráng. Bánh đà. Oh. Đừng bánh đa nữa nè. Không, bánh đa mà bánh đa giòn, bánh đa thấy nó khác. Còn cái bánh mà bánh kia là bánh đa kia là giống như bánh bánh mì quảng rồi. Kiểu giống mì quảng. Đã thì chết trời. Trời ơi, ai mà dám cân thấy này. Giống như cà khịa tao dữ mày. Trời ơi, Mập đang nhắm cân á cả nhà. Bữa giờ Mập xuống 10kg rồi đó. Thấy ghê không? Trời. Cái này anh nghĩ quá đơn giản thôi. Bây giờ là anh sẽ bấm cho ông Hoa. Bây giờ sẽ có, nói chung quá đơn giản thì mình sẽ ra cái thời gian gắt cho ông Hoa cả nhà. Để cho nó săn cái tiền thưởng cao một xíu. Lâu lâu có clip, nói chung là cái này chỉ có 1,5 kg thôi. Thì phải ăn sạch xương nha. Yep. Ừ. Cái này ở trên là rút hết rồi đó. Lại đây mà bấm 20 phút. Nếu mà Hoa ăn hết hai cái này mà dưới 20 phút thì Mập sẽ gửi cho Hoa 1,5 kg. Còn dưới 25 phút là giảm tiền xuống là 1,250. Yep. Còn dưới 30 phút thì 1,000
một chè một 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 triệu thôi, dưới 30 phút, thôi dưới 25 phút thôi, rồi dưới 30 phút tôi chịu, tôi chịu, tôi về đúng không? Rồi vậy ha. Dạ. Chứ ăn trước 20 phút để lấy 1,5 triệu. Nói chung 1,5 kg mà 1,5 triệu là lâu lắm mới có 1 lít trong vậy đó. Để em rót ly nước. Nhưng mà em coi vậy đó chứ không giòn đâu nha. Ở kiểu như giòn nhưng mà chua lắm á. Quá đã. Ừ. Rồi. Bấm nha. Rồi. 20 phút cho 1,5 triệu. Còn dưới 20 phút là em cứ nhận 1,25 triệu thôi. Dạ. À, 20 phút. Không. Nếu bây giờ dưới 25 phút là còn 1 triệu đi. Dạ. Chứ bây giờ em làm vậy cái em ngồi ăn 40-50 phút thì chết luôn à. Rồi, hay dưới 20 phút. Ờ đúng rồi, dưới 20 phút là 1,5 triệu. Nãy giờ nói nó hơi bị gói. Dạ. Còn dưới 25 phút là 1,25 triệu. Dạ. Còn sau 25 phút sẽ là 1 triệu. Dạ. Rồi. Chẳng cái nào cũng có được thưởng hết. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Mời cái nhà, mời anh Linh. Rồi. Anh cứ bấm dưới 20 phút nữa. Thèm chết đi được. Đúng rồi anh. Cái mít để sát cái miệng á. Ăn ngậm ngậm cái miệng lại bớt chép lại. Để khán giả ký đầu em. Mình phải quấn rau vô. Ừ. 20 phút đó, quấn nhiều đâu quấn. Giòn thế. Thank you.
chưa? Dạ rồi. Này ấy. Đâu, cơ xương ơi, sạch đâu. Thôi, không sạch thì cái giải trí đầu em. Rồi. Khoa năng có bao nhiêu ta? 16 phút 40 giây rồi đó nha. Quá xuất sắc. Nói chung là anh tạo điều kiện nghe em với chứ dạ. Nó năng chắc chừng 6 phút rồi. Anh nói thiệt. Anh nói thiệt luôn đó. Anh dùng mầm từ 6 phút hết trơn. Nói gì cái khán giả nói mày giỏi mày vô mày ăn coi. Nói chứ ăn gì. Thường thường ở quê mình á, mấy người ta làm không được á, nói mày ăn á chứ mày làm gì. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ý là mình nói ăn á chứ vô ăn gì được. Đây. Rồi, lâu lâu thì coi như cái thử thách nó dễ dễ xíu. Dạ, em cảm ơn anh. Chứ Khoa thì đa số là Khoa đi quay với mấy bạn á, tại vì nó ăn, cái sức ăn của Khoa thì nói chung nó cũng có hạn. Thì nếu mà thử thách bình thường á thì Khoa nó sẽ hơi ít tiền hơn mấy bạn xíu. Tại vì thí dụ như mấy bạn thì set up ra chừng 5-6-7kg hay là gì đó. Còn Khoa thì thí dụ như 4kg trở lại thôi. Thì tất nhiên phải ít tiền hơn rồi. Đúng. Với lại nhiều khi kêu dĩa kêu tô ra thì Khoa nó cũng ít hơn người ta. Thì ít tiền hơn thì 11 ví dụ lên đô thì sẽ nhiều tiền thôi. Thì hôm nay thì cho Khoa nó đơn giản xíu ha. Rồi em có thấy giò heo sao Khoa? Dạ, ở ngoài nó giòn mà trong nó mềm em. Rồi cái gì sao? Nó mặn mặn mà bên trong nó vẫn còn giữ đồ ngọt. Đó, đúng rồi, mặn mặn nó đúng đó. Ừ. Tại vì người ta ướp, người ta giống như là nổ muối. Ướp muối xong rồi người ta kiểu như người ta luộc trước hay sao á. Ừ. Rồi người ta mới chiên lại. Ờ. Chiên lại giống như là chiên cái dầu lớn này đó, cho nó giòn á. Đó. Người ta rút xương ra, người ta ướp ở trong luôn, ở trong có tiêu. Dạ, đúng rồi. Mình muốn tiêu á. Nó dậy mùi luôn. Ừ. Đó. Còn ở đây là hoặc mua ở giò heo muối ba chi với cái nhà. À, nói chung là thôi để hôm nào quay quán đi. Hôm nay nó quay ở nhà thì Mập sẽ không giới thiệu đâu. Hôm nào mà quay ở quầy quán thì Mập sẽ giới thiệu địa chỉ để mất công cái nhà ấy. Còn nếu mà ai mua thì cứ lên sạch giò heo muối và chiên giòn ba chi thì sẽ ra. À, rồi thì nói chung là Khoa ăn vậy thì bây giờ xong rồi Mập kết thúc clip cho cả nhà. Thì Mập rất là cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip nha. Hẹn gặp cả nhà vào lúc sau. Bye bye. Bye.